Hiệp định Geneva năm 1954 đã chia đôi đất nước ta. Cầu Hiền Lương trở thành nỗi đau chia cắt ròng rã 20 năm. Với vị trí của mình, Đông Hà được lịch sử giao phó sứ mệnh là điểm đầu miền Nam tiếp giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa và vùng giải phóng Hà Lao. Những hình ảnh này cho chúng ta hình dung về một thời Mỹ Ngụy xem Đông Hà là điểm trọng yếu về mặt quân sự, là nơi chúng đóng quân để mở các đợt can quét, đánh ra các khu căn cứ vùng giải phóng của ta, đồng thời là nơi yểm trợ đắc lực bằng hỏa lực cho tuyến phòng thủ vòng ngoài của Mỹ Ngụy, được xây dựng ở bờ nam sông Bến Hải, hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam và là căn cứ xuất phát thực hiện âm mưu Bắc tiến. Gần 20 năm sống và hoạt động dưới tầm kiểm soát gắt gao và sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, quân và dân Đông Hà đã liên tục tổ chức những trận đánh bất ngờ và táo bạo, để những tên đất, tên làng trở thành nỗi kinh hoàng của quân xâm lược và bè lũ tay sai. Khi những thắng lợi liên tiếp trong 3 năm 1969-1972 tạo ra cục diện mới trên chiến trường miền Nam, Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 3 năm 1972 đã quyết định chọn chiến trường Trì Thiên làm hướng tiến công chủ yếu. Ngày 3 tháng 3 năm 1972, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trì Thiên lấy tên là Bộ Tư lệnh 702. Ngày 19 tháng 3 năm 1972 là Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị họp để mà quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương tiến công toàn bộ vào cả đô thị và nông thôn nông bạch để giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị và khu Trì Thiên. Do đó cho nên các cái lực lượng, các cái đơn vị của đơn vị thị Quảng Hà, Quảng Trị và các cái đơn vị huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng đều tổ chức quán triệt rất kỹ về vấn đề này, không chẳng những cho lực lượng vũ trang, cho cán bộ các địa bàn, mà ngay cả ở trong lực lượng nội thị cũng là sinh hoạt và họp rất đầy đủ để mà thực hiện cái nhiệm vụ tấn công và nổi dậy là trong năm 1972. Đúng 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1972, pháo binh của ta đồng loạt bắn vào phía tây Đông Hà, mở màn cho kế hoạch tiến công và nổi dậy ở Đông Hà ở cả ba hướng. Sau khi giải phóng hai huyện Cho Linh, Cam Lộ, ngày 8 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho đơn vị pháo binh bắn mạnh liệt vào cùng căn cứ Đông Hà. Trước sức mạnh tấn công như vũ bão của quân và dân ta, địch đã cùng cứ điểm Đông Hà hoảng hốt, song vẫn ngoan cố chống cự. Và để chắc chắn giành được thắng lợi cuối cùng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch phát lệnh cho các đơn vị tạm ngưng tiến công để chuẩn bị thêm lực lượng. Nghệ thuật quân sự Việt Nam của chúng ta là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân, ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Nên là cái phối hợp hiệp đồng giữa ba thứ quân trong cái đánh vào Đông Hà ngày ấy cực kỳ là quan trọng và đã phối hợp rất nhịp nhàng. Cái chủ lực tiến công thì có cái lực lượng của địa phương hỗ trợ dẫn đường và tạo thế, tạo bàn đạp. Và cái lực cơ động của bộ ở chiến trường, lúc đó chúng tôi ở mặt trận B5 thì là bảo đảm đánh cái vu hồi phía cánh đông, tạo thế để cho địch bị động và cái lực lượng các cái pháo binh cũng như các lượng quân binh chủng của chúng ta đã phối hợp rất nhịp nhàng, nên cái tấn công để tiêu diệt cái hợp đồng để mà tiêu diệt các cái căn cứ của địch trong Đông Hà nó rất là nhịp nhàng và nó đã hoàn thành được cái nhiệm vụ chính trị của nó. Nhưng quan trọng hơn đó là vấn đề nghệ thuật cách đánh và mưu kế thế trận của chúng ta, đặc biệt là cái chỉ đạo sáng suốt của mặt trận B5. Khi Đông Hà cùng phòng thủ rắn nhất của Mỹ Ngụy ở chiến trường Trì Thiên chìm trong bão lửa, địch hốt hoảng chống đỡ một cách tuyệt vọng. Để cắt đứt đường rút lui của địch, du kích Đông Lương, Đông Lễ cùng bộ đội công binh của sư đoàn 308 phá sập cầu Lai Phước, trung đoàn bộ binh của sư đoàn 308 bịt kín hướng đông, chặn ý định vượt sông của địch. Cùng đường, quân địch phải vứt bỏ cả xe tăng, thiết giáp, chạy bộ vượt sông thạch hàn.
đúng 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1972, toàn bộ Đông Hà đã được giải phóng. Giờ phút thiêng liêng, mong ước suốt 18 năm trời ròng rã của hàng ngàn người Đông Hà cuối cùng đã thành hiện thực. Việc chúng ta tập trung cái lực lượng chủ lực của bộ và các lực lượng của ban thứ quân đánh tấn công tiêu diệt cái Đông Hà, các cái căn cứ của địch ở trong Đông Hà có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó có tính quyết định để chúng ta cùng với cái hướng vu hồi phía cánh đông, giải phóng Hà Lan và Giải Phóng ấy, thì chúng ta đã đánh bại các cái hành động mà co cụm của địch và giải phóng được Quảng Trị. Và tiếp theo đó là tạo thế để chúng ta tiếp tục tấn công địch từ Huế ra và từ Thanh Hương vào. Lịch sử 20 năm chống Mỹ cứu nước ghi nhận những chiến công và tự hào của quân dân Đông Hà với 210 trận đánh phối hợp với quân chủ lực, 313 trận đánh của quân du kích, làm cho gần 1.000 tên địch bị tiêu diệt hoặc bị thương, hàng nghìn loại vũ khí và trang bị chiến tranh bị phá hủy. Với những đóng góp xuất sắc và to lớn đó, năm đơn vị của thành phố đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 68 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Việt Nam anh hùng và gần 6.000 tập thể cá nhân được tặng thưởng huân huy chương các loại. Lịch sử đấu tranh anh dũng của thành phố cũng mãi mãi khắc tên 1.150 người con thân yêu đã ngã xuống, 1.100 chiến sĩ đã để lại một phần thân thể trên chiến trường và hàng nghìn người đã đóng góp sức người sức của cho kháng chiến. Và quê hương cũng sẽ không thể nào quên hàng vạn chiến sĩ đồng bào cả nước đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này, cho lịch sử tỏa những vầng hào quang sáng chói, rạng rỡ những chiến công. Xin được khắc lên lịch sử quê hương những tên đất, tên người đã trở thành bản hùng ca của thời đại. Xin mượn những câu thơ hào sảng của đồng chí Lê Đức Thọ để thêm một lần nữa tự hào. Xuân về trên đồi cũ, phấp phới ngọn cờ hồng, cả hai tên xâm lược chôn một nấm mồ chung. Đi qua hai cuộc trường chinh, khi quê hương ngưng tiếng súng, vang khúc khải hoàn, thì Đông Hà cũng chỉ còn là gạch vỡ, thép gai và ngổn ngang bom đạn. Quân và dân Đông Hà lại bước vào cuộc chiến đấu mới để mang lại bình yên cho đất đai, bờ bãi, làng mạc, ruộng đồng. Trong hai năm đầu giải phóng, với những đợt ra quân hàng loạt, Đông Hà đã tháo gỡ 4,5 triệu quả bom mìn, giải phóng 372 km vuông diện tích đất để đưa vào sản xuất sinh sống. Trong cuộc chiến đấu mới này, đã có gần 100 người con thân yêu của Đông Hà tiếp tục ngã xuống. Mồ hôi và máu của lớp lớp người đã chữa lành cho đất đai, cho các xã vùng ven những mùa vàng no ấm. Cho khói nhà máy vươn cao trên đồi Quai Vạc, vải điền từ hồ Khe Mây bừng lên trên từng góc phố Đông Hà. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt. Nhưng Quảng Trị là chiến trường mà ông đã từng gắn bó nhiều hơn cả. Mở đầu của chiến dịch tiến công và nổi dậy năm 1972, nhiệm vụ của Trung đoàn 27 Mặt trận B5 là tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn khu vực 544, tức căn cứ Fuller và Đồi Tròn, mở cửa ở hướng Tây Bắc để các đơn vị chủ lực tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị. Xem lại những thước phim tư liệu 40 năm trước, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu không thể nào quên những trận đánh cam go, quyết liệt để tiêu diệt địch, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ lực khác tiến công giải phóng Cam Lộ và Quảng Trị sau đó. Thượng
quý vị vừa theo dõi phóng sự hồi ức về những năm tháng hào hùng. Những hình ảnh như đã đưa chúng ta trở về với không khí hừng hực sục sôi đánh Mỹ. Và nhắc đến đường 9, chúng ta không chỉ nhắc đến tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử, mà còn có những đơn vị cá nhân anh hùng mà tên tuổi của họ sẽ sống mãi với thời gian. Ba vị khách mời đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đó là Thượng tướng anh hùng vũ trang Nguyễn Huy Hiệu, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 27, sư đoàn 390. Đại tá Lê Xuân Yến, nguyên chính trị viên tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, sư đoàn 320B. Và cô Hoàng Thị Thị, du kích xã Cam An. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón ba vị khách mời chúng ta đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và trước hết xin được giao lưu với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Thưa ông, với chiến dịch tấn công và nổi dậy năm 1972, chiến dịch giải phóng Cam Lộ nói riêng và giải phóng Quảng Trị nói chung đã là một câu chuyện dài và đã được ghi vào sử sách. Với bản thân ông thì năm tháng chiến đấu trên chiến trường Cam Lộ đã để lại trong ông những kỷ niệm nào sâu sắc nhất ạ? Cách đây 40 năm, tôi là tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3 của trung đoàn 27, trung đoàn cơ động của mặt trận B5. Lúc đó đồng chí Lê Trọng Tấn là tư lệnh, đồng chí Lê Quang Đạo là chính ủy. Trung đoàn trưởng của tôi là đồng chí Phạm Minh Tâm, chính ủy của tôi đồng chí Võ Hiển. Và tôi là tiểu đoàn trưởng, đồng chí Chuẩn Xuân Cứng là chính trị viên. Ngày 29 tháng 3 thì chúng tôi được nhận nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 luồn sâu vào triển khai thế trận ở cao điểm 322, 288, đồi tròn để thực hiện cái nhiệm vụ thọc sâu và chia cắt trong chiến dịch. Sáng ngày 30 tháng 3, cách đây 40 năm, vào lúc khoảng hơn 7 giờ ấy, thì nó xuất hiện ở hướng Cam Lộ có rất nhiều tiếng động và xe tăng cũng như bộ binh của địch tập kết hướng về cái căn cứ Fuller mà địch gọi là 544 của chúng ta đấy. Lúc đó thì chúng tôi phán đoán địch có thể nên thay quân ở 544. Và khoảng gần 8 giờ thì lúc đó là máy bay của địch, các cái máy bay VO-10 bay lượn nhiều và nó bắn xuống hai cái quả đạn pháo khói nghi ngờ những cái chỗ mà quân giải phóng chúng ta. Hai đồng chí của tiểu đoàn 3 chúng tôi là bị thương, nhưng mà tôi nhận định cái này là địch nó không phải là phát hiện được mà hiện nó đang có thể nghi ngờ, nên là vẫn bình tĩnh kiên trì để chờ đợi. Nhưng có một tình huống rất là bất ngờ, vào lúc khoảng 9 giờ hơn 9 giờ thì hướng cái Cam Lộ đồng bào khoảng 60 người, có cả đàn ông, đàn bà và lúc đó có cả trẻ em nữa, mang các cái dao đi chặt ở trên rừng ấy. Tôi nhận định và phán đoán ngay đây có thể địch nó sẽ, cái âm mưu của nó dùng đồng bào đi trước để dọn đường cho chúng nó, nên tôi cũng nhắc anh em là hết sức bí mật và bình tĩnh. Khi đồng bào lên vượt qua cái sườn của cái 288-322 về phía Bắc thì chúng tôi bí mật đưa đồng bào về phía sau và tiếp tục theo dõi. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì toàn bộ cái tiểu đoàn 3 của địch đã theo trục đường của xe tăng đi lên 544 và nó vào toàn bộ cái trận địa phục kích của chúng tôi. Lúc này theo quy định của mặt trận, giờ rê là 11 giờ 30 phút, còn hiện tại là 10 giờ 30 phút. Tôi và đồng chí Trần Xuân Cứng hội ý, một mặt báo cáo cấp trên, mặt thứ hai là chúng tôi quyết định cho tiểu đoàn 1, cho đại đội 1 của đồng chí Sinh nổ súng. Và toàn bộ hỏa lực chúng tôi tập trung đánh vào trúng đội hình của địch khoảng 20 phút. Toàn bộ đội hình của địch là bị rối loạn. Và lúc đó tôi cho đồng chí Dần thổi kèn xung phong và tất cả các mũi của ta đồng loạt xung phong. Sau 30 phút thì toàn bộ cái tiểu đoàn của địch bị tiêu diệt. Đồng chí Nguyễn Viết Mão, chiến sĩ, bắt được 12 tên, trong đó có tên tiểu đoàn trưởng Hà Thúc Mẫn. Và chúng tôi làm chủ hoàn toàn cái khu vực
của 28822 tạo điều kiện cho các đơn vị bạn nhanh chóng tiểu đoàn 2 của trung đoàn đánh và dứt điểm cái 544 và các đơn vị bạn khác là nhanh chóng đập tan cái tuyến phòng thủ phía ngoài của địch, đó là cái tuyến hàng rào điện tử Magmara và các cái hướng khác, tạo điều kiện cho nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ. Dạ vâng, có thể nói là với sự mưu trí dũng cảm kết hợp với sự chỉ huy tài tình của tiểu đoàn trưởng đó là ông Nguyễn Huy Hiệu, kết hợp với những chiến thuật chiến đấu rất tài tình táo bạo của các chiến sĩ, từ một trận đấu mở màn châm ngòi của trung đoàn 27 ở phía tây Cam Lộ đã trở thành một trận thắng chung cho chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Vâng, có thể nói là một câu chuyện rất là xúc động và rất hay. Và trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kỷ niệm này thì tôi xin phép được đọc hai câu thơ mà được biết ông rất là thích. Hãy cúi xuống hôn vào lòng đất mẹ, nơi những linh hồn yên nghỉ gió mưa chan. Vâng, từ hai câu thơ này của thương binh Tám Minh Tâm mà ông đã rung lên xúc động để viết vào hồi ức một thời Quảng Trị của mình rằng: xin hàng ngàn, ngàn lần hôn vào lòng đất mẹ, mảnh đất lớp lớp địa tầng, đồng đội chúng ta đây. Vâng, và giờ đây ông đang ngồi đây trên mảnh đất Cam Lộ Quảng Trị, cảm xúc của ông như thế nào? Tôi thực sự hết sức là xúc động. Sau 40 năm được gặp lại đồng chí, đồng bào và đồng đội của chúng ta hôm nay tại huyện Cam Lộ. Đối với Quảng Trị nói chung và đối với Cam Lộ nói riêng, đó là tình sâu và nghĩa nặng. Đồng bào, đồng chí đã cưu mang quân giải phóng trong những các cái năm tháng mà cam go nhất ở chiến trường Quảng Trị. Đặc biệt tôi rất xúc động, ngoài những đồng chí thì đồng bào còn hương khói cho đồng đội chúng tôi ở 72 nghĩa trang, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia, nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang Đường Chín, chưa kể các cái nghĩa trang không tên như anh em đồng đội chúng tôi còn đang ở trên các dòng sông, trên cửa biển, trên các khe suối, trên các bìa rừng hiện nay chưa có mộ. Cái điều mong muốn của chúng tôi làm sao cùng với đồng bào để tìm kiếm sau 40 năm tiếp tục cuộc hành quân đi tìm đồng đội để đưa đồng đội chúng tôi về được các nghĩa trang và với gia đình. Tôi hết sức cảm ơn đồng bào, đồng chí và đồng đội trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt là những cái năm tháng mà chúng tôi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Dạ vâng ạ, có thể nói mảnh đất Cam Lộ nói riêng và mảnh đất Quảng Trị nói chung là mảnh đất đã để lại trong lòng của Thượng tướng rất là nhiều cảm xúc, và bao trùm trong đó là cả một niềm tự hào về một thời đã từng chiến đấu tại mảnh đất này. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng không chỉ với những tình cảm của nhân dân mà còn đối với những địa danh nổi tiếng như Thượng tướng vừa chia sẻ sẽ mãi mãi là ký ức in đậm trong lòng Thượng tướng về những năm tháng sống và chiến đấu tại mảnh đất này. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tướng rất nhiều.